Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 41.705 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó có 41.411 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 294 trường hợp nhập cảnh. Hơn 90% các trường hợp mới phát hiện trong ngày là ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Theo bản tin sáng của bản tin COVID-19 sáng 22 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ghi nhận thêm 2.433 bệnh nhân COVID-19 trong nước. Như vậy, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 44.000 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chiếm khoảng 62% ca mắc COVID-19 cả nước kể từ đầu dịch. Cập nhật trong ngày 21 tháng 7 năm 2021, HCDC cho biết Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 1.585 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 6.422. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 35.228 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm real-time PCR, xét nghiệm nhanh dương tính. Trong đó có 533 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. Về số ca tử vong liên quan COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 382 trường hợp. Về công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, 36 chuỗi lây nhiễm phát hiện gần đây tại các chợ như chợ Tân Định ở quận Nhất, chợ Bình Điền, chợ Phùng Hưng ở quận 5, chợ Cầu Muối ở quận Nhất. Tại các công ty trong khu chế xuất, khu công nghệ cao và tại các khu dân cư đã được khoanh vùng giám sát chặt. Trong ngày 21 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới. Về kết quả xét nghiệm phục vụ công tác điều tra, truy vết, mở rộng xét nghiệm, HCDC cho biết từ 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 21 tháng 7 năm 2021, qua rà soát số liệu, lọc trùng, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 2.068.328 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó, 1.836.387 mẫu có kết quả, 231.941 mẫu chờ kết quả. Tổng số người hiện đang thực hiện cách ly trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 48.058, trong đó 9.895 người đang cách ly tập trung, 38.163 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tổ chức thực hiện cách ly F1, F0 không triệu chứng, đủ điều kiện xuất viện tại nơi cư trú. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào ngày thứ 14 thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố đang triển khai quyết liệt các biện pháp với mục tiêu tách cơ bản F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, chặn đứng chuỗi lây lan, mở rộng vùng xanh an toàn. Tối 21 tháng 7 năm 2021, trao đổi với báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi thông tin số ca dương tính hàng ngày tăng cao nên thành phố đánh giá dịch có thể sẽ diễn biến phức tạp trong vài ngày tới. Trong 3 tình huống mà Thành phố Hồ Chí Minh đề ra trước đây thì đến thời điểm này phù hợp với tình huống 2, đó là tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và tăng cường một số biện pháp. Tức là sau ngày 23 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ở một số khu vực nhiều nguy cơ sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn cả chỉ thị 16. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.